chứ phải 2 tiếng á bạn. Sáng xong. Bèo bèo cũng phải 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi á. Thì mình không có cố định được giờ á. Sáng nay học căng là 7, 7 biết mà. Em cũng chuẩn bị CV đồ hết rồi đại ca ơi. Chờ đại ca gái làm đi nộp về. Đợi anh em sáu sáu đi chuyện này đi. Là học căng mà. Ừ đúng rồi, anh em đi đi. Đi vô đi chưa? Đi nè. Đi đâu vũ đưa vậy. Ủa gãy bự đâu? Đưa gãy cho ông 7 đi. Mày gãy bự giờ cấp dám xài này 7 xin chứ không? Rồi đạn đạn giúp cho xem bí sinh nè, đạn nè, bí sinh đen. Đạn xem bí sinh đen. Bự ơi cho 7 cây súng bự ơi. Trong trong bí sinh có 7 rồi. Trong đó vậy. Cũng có thể có ai. Đoạn xe này qua đưa cho chị pháo nè. Đây 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 vũ đây vũ. Còn Vũ rồi đợi cái tấm mới đợi qua lấy nè. Bữa tí gì cứ tại chung cư bơi. Có bộ xe chưa? Cái gì cứ ở chung cư. Vũ có không? Đưa vậy luôn. Ờ đây nè. Có. Bào dữ. Có ba bộ nha. Ờ dễ thôi hàng gift cho mọi người bộ đi ha. Ờ cho kỹ Vũ. Vũ. Kiểm tra là đạn có bộ Vũ ơi. Kiểm tra là đạn đi, còn nhiều đạn quá kìa. Sáu rồi. Anh đây sáng mai làm lại giùm cây bổng nha anh đây. Cho 7 à. Lấy chưa? Mai đây nè, đây nè. Được không? Lấy hai bôi luôn. Lấy hết luôn, nó chia sẵn rồi. Bên đây nè. Mai qua uống được không anh đây? Anh đây mai đi gáp thì được. Thôi mai gáp con đi ơi. Mà đi sớm không sao đi sớm. Không mai đi gáp em. Đi có bạn xấu nữa anh đi sớm cũng đông nha chứ đừng nói nha bạn Vũ đi sớm cũng đông nha. Rồi thôi, để gửi cái mail cho anh em ngày mai 6 giờ có mặt đúng không bạn? Mai cỡ đúng 6 giờ nha, đúng 6 giờ có mặt nha. Đúng như giờ thằng lồn bư hôm bữa nó chơi 7:30 nó kêu lên rồi làm thằng Hiếu cấp tốc chạy từ Bình Dương lên. Bây giờ phải chuẩn nha, bây giờ sống phải chuẩn nha. Hôm đó là phải nói là 6 giờ rồi mày có mặt rồi, đúng 8 giờ rưỡi mày có mặt nha. Đúng. Bơ chạy xuống ngoài. Là sao em mày? Thì do anh Mai đi, nên đi em tới trễ xíu. 6 giờ là đúng 6 giờ có mặt nha mày. Đúng lắm, bữa tôi ra trước ông đó. Ê, phải kêu anh Mai luôn nha Vũ ơi. Cái Mai rồi. Mai bây giờ 7 với đại ca phải thuyết phục anh Mai chứ Vũ sao chứ không nói. Được. Giờ còn 40 băng đạn nè, bên đó chích lại đủ chưa? Không, nhưng mà anh Mai em nghĩ chắc anh hơi xinh. Nếu mà anh Mai ra thì phải nghĩ là anh Mai cỡ anh Mai ra trễ. Gen chưa có đúng không? Gen có rồi. Vậy còn ai chưa có nếu mình chưa có rồi thì lấy chưa. Đúng rồi. Vì Vũ ơi đụng má anh em nhà ông Vũ ơi. Rồi nè cho 7 bốn bộ xuống nè, 7 bào lỡ. Đây lỡ rồi, đây phải giữ cho. Xíu mà dạ. Ờ còn một súng ở đây nè, ai lấy gì cất giùm cái. Xe xanh nè. Để mà giữ. Rồi. Quán nào 7 mình đi ăn dê hay sao vậy? Dê hả? Dê hay em muốn đâu đi đúng không? Ủa, nãy lay up là có bự có ngán không? Chứ 7 là bình thường bay ăn được cái quán đó nữa. Chứ quán nó mấy đoạn ngon, quán nó mấy đoạn ngon. Ăn được. Vậy cho quán cũ nha bự. Sao vậy? Quán cũ đồ ăn ngon đúng không? Thằng bự bữa nó kêu ngon mà anh 7. Đi đến 7 nó nghiện á. Vậy mình cho quán đó đi. Andy nó cũng ngon này, chắc nó không bỏ đâu. Vậy mình cho quán đó đi. Quán nó ngon mà. Bữa rẻ nữa. Ngon mà. Hiếu chú heo anh 7. Chú heo là ừ sao không kêu? Bữa không kêu. Hết bữa đó hết. Trời ơi đi kiếm mối mà đứng bàn đồ ăn không? Đi. Nói hai lời. Vậy xe có 7 mà, xe có 7 mà. Đây. Chín nó cũng ghiền món đó vậy. Rồi. Chín nó cũng ghiền lắm. Để anh đưa chìa khóa nè, để hồi nó có gì. Chín nó bữa nó chơi nó không gấp ra chén luôn, nó ăn trong cái nồi nấu cho nó nóng luôn mày. Vô lấy chìa khóa nè anh em ơi. Được chơi lại. Đại ca mình có đi hóng không đại ca? Ờ có, anh em muốn đi thì đi thôi, anh em mình đi hóng thôi mà. Ví dụ nó bắn chúng mình thì mình kêu là không phải tụi mình thôi. Rồi, mình đứng xa ra luôn. Ủa là ai đi với 7 vậy? Ai lại đi với 7? Ủa cái lớp 7 nãy... Lớp 7 là ai vậy? Nãy bao chọn mà bự. Bự 7 với lại A Lì với lại Hà Hiếu với lại Tobi. Đúng không? Hà Hiếu, Tobi. Gen xe này có ai đưa chìa khóa coi. Rồi chạy nữa rồi đó, chạy nữa rồi đó.
hoài luôn á. Má cái khẩu này qua đây xe đây đưa cho nè. Chạy chung cư đi em ơi, chạy chung cư đi. Tập trung dưới trời. Tập trung dưới trời. Đi thôi. Đại ca ơi. Nhà lại. Bây giờ xe, bây giờ đại ca đâu vậy? Đi coi hả bạn. Bay lái xe hàng cộng bay lái. Đại ca. Chứ đâu chơi đâu. Giờ đại ca muốn rồi đại ca đi xuống dưới luôn chứ mình phụ sống luôn, cặt giờ mình phụ sống luôn. Nhưng mà sống có 6 người thôi bảy ơi. Tụi em ở trên đại ca ở dưới sao? Khó. Không được hả? Bạn xấu quá bảy. Chủ vậy là bạn xấu quá bảy. Muốn giống mày sao vậy? Đó không được á đại ca. Sao được vậy? À, tưởng đại ca được rồi, đại ca cũng sống dưới luôn. Chồng ơi, hai chồng ơi. Nghe nghe. Xe bạn ai lái vậy? Tôi lái. Hiếu ơi, Hiếu. Tụi có gì qua đây đi, tôi chen lái nữa. Không có bảy ở đây thì Hiếu gán Hiếu chăm sóc cho đại ca nha. Bảy kêu để hàng con mùa lái. Để tập đi. Bảy đi nha. Con bảy. Cho họ lái đi. Mấy anh em mình tập trung đâu vậy anh em? Ê vậy tập trung ra tập hóa đi, tập trung ra tập hóa mua băng gạc đi anh em. Rồi đầu hẻm đi, đâu hẻm đứng giúp gạc đi em ơi. Đường đọc đó rồi. Nhanh đi anh em, sắp tới giờ anh em ơi. Đói ha Lì. Đói. Đói lắm không? Đói. Rồi để anh kiếm chỗ nào ghé vô cho anh. Lẹ. Ôi quên chỉnh mic nhỏ không có nghe. Nè Lì, anh để đồ ăn bên này nè. Hey. Hey, đi mẹ. Vô nói chuyện nó chứ nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình lấy xe lên luôn hay là mình vô mình thu luôn đây nè Bơ ơi. Vô nói chuyện nó thu luôn. Xong kiểu nó nào vậy? Mình sẽ nó. Phải nào vậy? Phải sa mạc. Vậy mình lên mình tập trung ở ngoài cây xăng trên sa mạc đi nha. Cái tập hóa trên sa mạc á. Nhưng mà thu nhiều lên nha, thu ít là tụi nó cứ chung á, tụi nó đéo quái đâu á. Ờ nãy tụi bố 20 lên sẵn rồi, nó lên nói chuyện lấy có rồi. Giống như hôm qua luôn nha, lại anh ôm lại là em đâm nha. Ok. Rồi. Hà phải có Hà coi Hà lũi nó mới có bắn nha Hà. Rồi. Anh em xỉ lắm á. Bây giờ tí nữa là bư bắn đi nha, để bảy có gì bảy phá góc cho, nếu mà có mà giao chiến là bảy phá góc cho bư. Để Hà đi bảy. Là Hà phá góc à? Để bư cho bảy bắn. Trời ơi, bãi bắn thì nó đơn giản quá nha. Cái gì nguy hiểm phải cho mấy lính làm á bạn. Em nói vậy thôi này. Nói vậy khó. Đeo mặt nạ đi. Kiểu như đeo vô thì anh ngó qua bên em, anh nhìn thấy em nó không rõ đó Lì, cho nên anh tí tới đó thì mới đeo. Kiểu như đeo vô anh bị trang mắt lại. Lúc này là lúc để là anh muốn nhìn em rõ hơn á. Anh Lì nói gì nhỏ xíu anh không nghe được. Cứ bảy lên một nhịp á, xong bảy lùi xuống luôn để em đâm. Anh không, anh ôm lại luôn chứ anh không có lùi anh Lì ơi. Anh lên là anh lên để... luôn chứ sao mà anh lùi được. Anh lùi nó đâm em sao. Anh để nó đâm anh chứ anh đâu có thể nào mà anh để nó đâm em được anh Lì. Khó nha bảy, như vậy là khó. Không khó được. Vậy thôi nếu mà vậy thì thôi. Vậy là để anh đâm đi. Em giữ đâm đi. Rồi vậy để anh đâm em nha. Là sao nữa? Vậy sao? Là sao? Anh đâm lộn. Làm cái đó để sau bẫy. À. Để đời đâm em hơi khó luôn á. Để sau nữa hả? Liền luôn chứ để sau nó nguội. Tìm xe này ới luôn rồi ta. Để tiền đi nha Lì ơi, sắp tới là có nhiều cái lắm nha Lì.
Rồi đừng đừng có phá tiền nữa nha em. Tụi nó đang đứng tụi nó đang chạy sau lưng anh em anh nè. Em vừa mới vô là em mất 60 là hơi khó rồi đó. Tới cái sàn này anh em nó đi 4 xe. 20. Anh 20. 4 xe 60 rồi. Bạn xấu mà em đưa cho Vinh thì mai chia nó vậy anh lì. Ôi vậy nó có một xe lũi á anh em, có xe lũi á. Anh em mình có đặt lấy xe nữa rồi. Khó như vậy. Rồi tầm 40. Rồi lì xuống đây để anh chạy vô đổ xăng cái. Anh xuống đây để vô chị nổ rồi để mình anh chết cho. Bắt đầu vô á. Rồi để đi kiếm hai chiếc xe cái. Rồi anh em tự coi anh em tự giải quyết nha. Rồi. Anh không liên quan nữa đó. Rồi để chạy vô sa mạc kiếm chiếc xe cái anh em ơi. Anh em ơi đang ở cây xăng nha, mình tập trung đủ đi. Đi một là phải ủi uổng tắm á nha. Mình tập trung đủ đi nha anh em, mình tập trung đủ đi nè. Bắn mà chiếc đi một ai lái rồi. Bảy kêu tiếng nữa, bảy kêu xe nào là chơi xe đó nha. Cái con chính luôn nha. Rồi. Anh em đưa thông tin thôi. Khi mà bảy kêu cầm dao xuống là cầm nha. Khi mà nó cầm súng nó bắn mình áp sát được là mình chơi luôn. Wow, mày đại tướng bảy bây giờ mới ra săn nè. Bữa giờ bảy không có được hơn nữa. Tụi biết ngồi không? Ok. Không có giấu nha tụi bi ơi. Bế bảy ơi. Không có giấu. Cái xe này cứng lắm tụi bi ơi. Đừng sao chết tụi bi. Không mày hơi ghé qua bên mỏ đá với bảy xíu nè làm miếng đá. Tụi bay qua tụi bay qua mua đá làm miếng đá tụi bay. Ok. Kiếm vài cục vàng vài cục kim cương. Tụi bay cứ cầm theo đó lũi mất góc cho tụi nó nha. Ok. Lên cho bơ. Bơ ơi. Nghe. Em đâu rồi? Để kiếm xe á. Em đâu? Em quay lại, mới đi kiếm xe. Hai mặt bảy cảm ơn nha. Dạ. Rồi tới nè. Đợi hàng. Bốn xe luôn hả? Ồ đi bốn xe luôn, nó cũng đi bốn xe, nó bích mình á. Ừ. Phải con xe để bích nó. Để bắn trước nha anh em, mình bắn bánh nó được, mình bắn bánh nó trước nha. Ủa vậy à, ai chỉ chiếc xe Ruby? Ruby hả? Ruby lỗi hả? Ruby hả? Hà muốn lỗi hay sao? Sao anh em chốt đi, tự. Đâu rồi? Chưa nạp đạn giờ bảy là nạp rồi mấy anh em ơi, 75/75 rồi. 75/75 rồi. Anh em vô sao không thấy vậy, tụi nó đứng bên ngoài nè. Đang lấy xe đi coi. Tới. Vụt nữa rồi nha, nghe thấy vụt nữa rồi nha. Gọi về mẹ đi Lì ơi. Rồi tới. Sao vậy? Gọi về nhà mẹ em đi. Chứ anh thấy... Trời ơi ơi. Chứ anh thấy dục quá. Giờ sao? Rồi vô đi. Hà lấy xe đó ha. Hà lấy xe đó ha. Ok. Xe đó đựng ham bắn nha hả? Bích đó. Hà bích đúng không? Hà bích rồi đúng không? Ừ, chủ đựng ham bắn. Rồi. Phá hơi nữa hả? Rồi. Anh đi bắn ha. Đi đường nào? Bảy vô nói chuyện đi. Bảy vô nói chuyện đi. Anh vô một mình, anh vô trước luôn à. Một mình vô trước luôn à. Không, vô chung mà anh phải nói chuyện nha. Em đâu đây kìa? Tụi nó đang va em á, đừng đón vô đàm cho tụi nó va đi. Nè, thấy có người nè em. Rồi vô, tụi nó đâu? Vô đây mày. Thay đồ mày. Thay đồ hả? Đúng rồi mà, bên đây.
Rồi nãy thấy có chiếc đỏ ngoài anh em. Nó chạy ra rồi, nãy thấy chiếc đỏ ngoài á. Tụi tao hư ba chục á. Ba chục, Tụi tao ba lá. Để đi anh em. Để lộn luôn anh em ơi. Rồi ra ngoài luôn. Gấp như vậy, gấp như vậy. Chạy được thôi nha, cho xe xuống đi trước, xe tiếp xuống trước. Gấp gì vậy, gấp như vậy anh em, từ từ anh em. Ủa nó chửi em hả Bư? Nó kiểu đeo đóng anh vậy, sẽ đi vào sẽ đó, kệ nó đứng ngoài cao tốc kìa. Lỗi đi, cứ lỗi hà. Xe đỏ đó, xe đỏ nè. Ờ, coi bắt lót đó nha. Bảy lót đó nha. Xe nhỏ nha. Nè, có cái xe đỏ nè. Cô đa nè. Đạn cái nhà. Đạn cái nè. Rồi lui từ từ. Lui sang này, lui về hướng cây xăng sa mạc nè, cây xăng. Nè, chiếc cô đã dí nè, chiếc cô đã dí nè. Thôi lại cô vô 7, lại cô vô 7 nè em ơi. Đây nè, đang chung nè. Ngồi vô không? Em đang lui nha. Đó chơi chiếc cô đã, cô đã yếu quá, cô đã yếu quá anh em. Quay lại anh em. Tụi nó mướn một xe, nha. Nè anh quay lại nè. Có hàng đi chạy chứ, có hàng chơi cho bộ nha. Nè bắn cái này đi. Cô qua đá ngoài cầu nè. Ờ dạ, cô đá anh em, cô đá bị tắt nè. Vô mướn rồi. Cô đá bị tắt ngoài cầu nè anh em ơi. Chơi cô đá, yếu lắm rồi. Cái dòng nè. Cô đá nè. Ép vô. Để ngu ra luôn. Đang ép, kìa nó, xỉa nó, chặn lại. Xe kẹt rồi anh em ơi. Cho lên cái bẫy. Dính lên em. Chạy ra. Cô đa kìa anh em ơi. Để miếng nha anh em. Để cái bước lên. Luôn cái. Nó bỏ xe rồi. Nó bỏ xe rồi. Đi chịu bộ hết nha, Làm điếp cái. Nó bị lô cầu bắn kìa nè. Nó mất xe rồi, cứ lên xe, cứ cho xe xỉa nó hả. Nè, đứng ngoài xỉa đi. Đang hiu. Đang hiu à. Tụi nó hư xe hết nha. Vô lại nè. Nó phun trong trụ điện luôn đó. Nó phun trở thứ điện á. Đèn cái. Nè, nó bên đèn đông nè anh em. Đèn cái anh em ơi. Hiu đi. Cái ai mà hết giá thì ra ngoài, hút điếu đi. Để xẻ đi cho nó. Tụi nó ở giữa đó.
đừng xuống nha anh em, đừng xuống nha anh em, kệ đó. Em heal phát bảy rồi, đạn cái bảy rồi. Rồi rồi, anh heal luôn nha anh em, anh heal luôn nha. Heal ra, heal ra. Điếu rồi, điếu cái luôn, tụ điện đâm hàng luôn. Điếu cái nhà, điếu cái nhà. Rồi rồi xong rồi đó nha, heal xong rồi nha. Này cố xuống xe kìa anh em, có bài lá bắn anh em. Số. À, okay, đang heal luôn anh em, đang heal anh em ơi, đừng anh em ơi. Ờ, nó là xe, nó là xe. Nó sửa một xe nè. Đừng có cho sửa, nó bắn mình bắn phá, đừng cho sửa. Cô nó. Nó chèn nè. Ơi, có lô cò bắn, có lô cò bắn, gã cho thấy. Đạn vô cái nào, quay lại nè, đem quay lại nè, đem quay lại nè. Có lô cò bắn, có lô cò bắn anh em ơi. Xe bởi bánh quá anh em ơi. Đem ổn đâu, anh em đánh đâu tích lại nè. Nó bỏ Komoda luôn rồi, nó bỏ Komoda luôn rồi. Ồ, đánh đâu tích lại nè, đánh đâu tích lại chứ. Đang đang ở ngoài sao mà. Đang cho tụ điện nè, đang cho tụ điện nè. Tích sao mày xuống xe thì sao? Xuống xe cái này, xuống xe cái này. Mình sửa, mình hiểu là mình phải làm chung anh em ơi. Đừng có... Làm lẻ. Sửa đi em, sửa đi em. À, quay lại đây, quay lại đây, sửa đi em, quay lại đây đi em. Bơ, quay lại đây. Khúc nào vậy? Khúc sa mạc. Chủ điện đối diện. Không, bây giờ rồi, chạy nghe nè, chạy xuống cây xăng, chạy xuống cây xăng sân bay luôn, sân bay sa mạc luôn, hiểu không? Đây đang nè, đang sửa nè. Má hư chỗ nào vậy? Ờ, em đang chạy qua nè. Anh em chạy xuống cây xăng sa bay sa mạc, sửa chung nè. Đó, em sửa được. Không được. Tìm cái chỗ hồng của nó. Tụi nó cũng đi hiu sửa xe mà. Ủa là bên nó gục một rồi đúng không? Bên mình còn đủ không? Ủa bên nó có gục ai không? Có mà đủ không? Không sao, bên nó đủ sao? Không sửa được rồi. Em đang bên kho chỗ sân bay sa mạc nè. Giờ di chuyển đi. Có mà đủ không? Bên mình đủ không? Đủ. Rồi. Chạy qua kho sa mạc đứng với hà cái nè. Bên nào? Bên nào nè sân bay sa mạc, bảy sân bay sa mạc. Rồi. Xe bảy bị hư rồi, sổ không được thì sao anh em? Qua đây sửa cho, qua đây sửa cho. Sửa đồ. Cái xăng bảy ơi. Ở đâu anh em? cái xăng sa mạc mà ở chỗ sân bay các bạn, sân bay sa mạc đó, bay gã chạy lên, tôi bay rồi, tôi bay đang ngồi bên đây trên xe bảy nè, ủa bất xe hả, mình bất xe hả, bị kẹt rồi, thôi chơi ba xe luôn nha, nó không chơi ba xe được mà, chạy qua sửa giùm đi nè, đây. Qua, sửa đi, sửa đi. Sửa nó bỏ chiếc cô ra luôn rồi, nãy em bảy đi ngay sao, em cũng quay sao vậy lại? Tại nó kêu đúng thành động cơ à, nãy em đứng nãy rồi đéo được. Đứng này nè, đứng ở giữa nè. Tại em đứng xa quá. Đứng ngay sát luôn á. Không, anh thấy cái này. Bảy đi ngang, có thấy chiếc cô ra không anh Bảy? Cô ra màu đỏ đó hả? Đúng rồi, ngay chú tụ điện á, thấy không? Không, nó lấy rồi. Không. Thì nó lấy rồi, nó sửa nó lấy rồi. Xong rồi đó. Chưa xong mà. Mày xuống. Nó lấy con Buda mày ơi, không sao. Nó lấy sửa rồi. Bên đó còn bò rồi đúng không? Không có. Chia xe đi, một người ba xe hạ đi. Rồi, tôi bay qua đây, 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 tôi bay phong kết thằng lái trước okay, rồi mình bắn đường lái, mình bắn bánh trước rồi mình phong kết thằng lái. Cô ba đã còn nè, cô ba đã bỏ rồi nè. Bỏ rồi. Vô kiếm nó tiếp.
cái nào nó dèm luôn vậy? Không, nó còn ngoài, để đảo ra ngoài, đi chung đi anh em, đi chung đi anh em. Phải đi chung nha, phải đi chung. Ra ngoài, ra ngoài đây nè, ra ngoài đây nè. Ra lại cây xăng bãi đá nè. Chạy cây xăng bãi đá luôn đi, cổng sau nè hả? Ok, ok. Ờ, xe nào kìa? Cái quà vậy? Cứ chạy đi, cứ chạy cái xăng bãi đá đi hả? Ký hiệu đèn nó vậy. Ký hiệu quà. Bây giờ nó đi chiếc xe 4 màu đỏ nha. Với chiếc bánh mì. Chiếc mèo okay. Đen, chiếc mèo đen. Rồi bạn. Cái thằng bãi đá kia nè. Dòng lại đi. Dòng lại vô đường, vô bãi gã nãy á. Ra ngoài cái trụ điện á, ra ngoài cái trụ điện mà nãy lúc mà tụi xuống xe á, mình đảo đó là có thể nó bên đó đó. Đi theo anh, đi theo anh. Ờ đây nè, anh em. Ờ, nói xe rồi, để đi em ơi. LV đỏ, LV đỏ, LV đỏ. LV luôn, bắt chứ, LV luôn. Dạ. Tắp nó vô. Có một chiếc bánh mì đen đó nè, bánh mì đen sau lưng em đó nè. Em bánh mì đen nè, em ơi. Đây ơi. Đang ghép rồi, đang ghép rồi. Rồi. Chạy coi. Nó còn có hạ kìa, bắn thú nó anh em ơi. Sao nha. Đạn cái nha. Bánh mì đen nè. Đây okay, đây, anh dọn nè. À, có chiếc xe nhỏ nữa nha anh em. Nó xe tóc quá. Xe cày. Đạn cái nha anh em. Cái. Rồi biết nó đi, biết nó cho hà chạy rồi. Đang biết nè. Bay giáp. Chạy cái. Chạy đi, rút lên em, nè. Ôi chạy cho em nè, nó đang ở cái bãi gã nè. Nó đang ở cây xăng nè. Ôi đám rồi, cút nổ. Cái lò nó tự bắn cây xăng, nó nổ luôn rồi. Vậy quay lại dưới hang này luôn anh em, dưới quay lại 624 anh em ơi. Xe hư. Xe nhỏ luôn nè anh em. Em vô xe nhỏ chạy không được đâu. Xe em hư nha, không có đồ sửa. Rồi cứ nổ rồi. Xe đỏ nè, xe nhỏ nè. Nó xuống rồi. Cứ bắn đi đừng chạy nó. Rồi, giữa nè anh em, xuống xe đi. Lút đi, không có bị đi đâu. Tại em bắt được cái thằng không chịu đóng tiền rồi vậy. Thằng nào. Bỏ vô xe em, bỏ vô xe em. Lút nha. Đá cười đá. Lút cái xăng đó. Lút nó đi. Cái xăng có hai xe đó, còn xe đó. Rồi nó giảm được đâu. Anh em lấy cái đồ nó thôi, anh em đừng lấy đồ nó em ơi. Alo. Lấy ga đô thôi. Không có lấy gì đâu, không có lấy gì đâu. Ok ok. Phật sống hả? Không hết. Rồi giờ đi đâu nè, giờ đi đâu nè? Phật sống vậy phải lấy hả? Lấy súng thôi, còn mấy khác bỏ lại, lấy súng cũng được. Thôi lấy đi. Trên xe em chưa lút đi đâu á.
lấy súng đi, đạn bỏ lại cũng được. Lại đây anh em ơi. Không sao đâu, không sao đâu, anh em cứ làm đi, có gì tí nữa bên đây cover mic xe cho mấy anh em đi, cho mấy anh em chạy, không gì đâu. Ờ, rút em, quay rút em. Còn tôi còn cái cớp, còn cái cớp vậy. Mình có nhiều xe lắm, mình có nhiều xe lắm. Mấy chiếc này được. Thấy không, anh em tôi lái xe vẫn được mà, anh em tôi lái xe tốt luôn á chứ. Gọi là một người gọi là ai lời bắn chỗ này cũng được. Đúng rồi, chờ lúc tôi lái xe tôi phá được góc người ta. Bên cái xăng còn một xác, xe nổ. Càng quá. Đại ca di chuyển ra khỏi chỗ này đi, đại ca di chuyển khỏi chỗ này. Càng quá. Di chuyển đi. Chạy qua cái xăng coi đi, còn xác bỏ nó. Xe kia của ai ạ? Cúp nha em ơi. Cúp luôn đi. Ao đi. Hay anh em nice. Ủa hai hàng trong cái xăng ai lút chưa? Bỏ đi. Giờ đi. Giờ đi. Hút nha, giờ hút nha. Hút đi. Quả lui cục đá đo tốt mặt cười. Là phá đó là giờ. Lui vô hới cho đừng có nó đừng có cái xăng cái nó nổ luôn. À, nó dí ra đồ bì em sẽ tự nhiên nổ cái xăng, không biết ai bắn hay sao. Em bắn vô cái xăng, nổ hai hàng. Về nhà sao? Ủa mà tự nhiên mày bắt nạn chi vậy? Đâu, ủa, này bắt nó chơi nè. lại bắt. Đủ, sao bắt chi anh em? Quăng nó dọc đường luôn đi. Rồi, vậy thôi thả. Chở nó về, mình về, nó chở nó về, mình về. Ơ, em còn thở không mày? Kìa. Chắc còn á. Ôi lộn hai cái xe mình rồi. Gì vậy? Được rồi, mai sau. Trời, nó quen, người quen. Sao mày? Gục đầu với vậy? Giờ hốt điên em. Tụi lát nó coi rồi, nó cười không à. Cái này nó giả xỉu á. Là sao nó? Giả bộ nó, nó giả bộ á, nó thấy anh em nó mà gục hết rồi nó giả bộ á nha. Ok bro. Tỉnh lại mày. Ủa lại mày? Nhột quá. Nhột quá hả? Tạt nước mặn rồi. Nhột. Tỉnh rồi, chắc tỉnh rồi đó. Tỉnh rồi. Ủa, sao em chắc gì tỉnh anh? Trời ơi má, nãy tự nhiên mày đem xe tao xong mày xỉu bên đây mày. Giờ em còn mơ hồ quá, em chưa. Giờ mày còn nhức đầu đúng không? Đúng rồi. Rồi, để tao cho mày tới bệnh viện, tao cho bác sĩ khám mày coi mày bị gì. Đâu? Như này bất tỉnh mà không có... Giờ hút nha anh em. Này nãy Như nó nằm ngửa nha. Đang về. Ờ, Như nãy nằm ngửa hay gì mà. Hả, bố em ơi, bệnh viện. Nhớ là đạp này mà. Thả nó bệnh viện đi, bỏ nó đi. Kéo nó ra đi anh. Kéo nó ra đi. Đây là chủ yếu là 420... Ở đây nhột nha bạn, có ly nha bạn. Rồi, 420 chủ yếu là này là cũng hỗ trợ mà có cái pha này chứ làm gì có chuyện mà lên pha như vậy đúng không? Vì bây giờ mình win rồi thì mình lấy cái gì cái đàm hay là gì đó thôi, đủ má lấy hết nữa rồi. Ấy kỳ quá, lấy hết kỳ quá. Tôi nghĩ là vì sao hồi nãy cũng có thấy là hiện tại là đang cái lực bên tụi tôi cũng đang yếu, cho nên vì sao cũng muốn vượt dọt lại được. I'm gonna play.